Em xin chào anh chị, hôm nay em xin giới thiệu anh chị và các bạn một căn hộ duplex tại Rica. Ở đây với căn mã số là B1707. Đây là view nhìn về Vin quận 9. Thì đây là ban công tầng 17 của căn hộ duplex. Duplex này sẽ thông tầng 17 và 18. Và anh chị có thể thấy đây là phía cầu thang, khu vực bếp. Bình thường duplex khi mà bàn giao cho anh chị chỉ là bàn giao thô, nhưng ở đây chủ đầu tư sẽ bàn giao hoàn thiện cơ bản. Và đây là cửa ra vào lầu 17. Và bên tay phải là khu vực toilet. Bên trái là khu vực phòng ngủ. Khi bàn giao sẽ bàn giao ốp gỗ, sàn gỗ cho anh chị. Và với thiết kế này anh chị có thể thiết kế vừa ở vừa cho thuê. Ở ngay vị trí cầu thang này anh chị có thể làm một cánh cửa để tách biệt với không gian bên trên. Nếu mà anh chị có nhu cầu vừa ở vừa cho thuê thì tầng dưới là mình ở được một phòng ngủ, tầng trên là hai phòng ngủ. Và đây là cửa của lầu 18. Và đây là lối ra cũng như là thiết kế phòng ngủ cho cái căn hộ duplex này. Thì đây là khoảng sân vườn. Thì theo thông số kỹ thuật thì khoảng sân vườn này sẽ rộng là 14 mét vuông. Và view rất là thoáng, rất là mát. Mặc dù hướng Tây Bắc nhưng buổi chiều lúc mà em tham quan thực tế dự án này gió rất là nhiều. Và tầm view mình cũng nhìn về Vin. Thì dự kiến sau này Vin hoặc Aqua City sẽ bắn pháo bông, mình sẽ có thể xem được pháo bông ở đây. Ở đây là cửa sổ phòng ngủ thứ 3 của căn duplex này. Và rồi đây là kho của căn hộ mình. Đây là hành lang lầu 18 và chiều rộng của hành lang là 1m8. Thì lầu 18 và lầu 17 cũng sẽ xem với nhau. Thì lối đi này sẽ dẫn ra những khu vườn, những cái khoảng không gian chung trên sân thượng của chung cư chỉ dành cho những cư dân duplex. Rồi em xin chào và cảm ơn anh chị đã theo dõi.